rút Bellingham đồng ý gia nhập MU. MU đổi chủ, Ten Hag chính thức bị sa thải. Man United, sự thật ở sân Old Trafford. Weghorst khó được MU mua đứt vì số liệu thống kê tồi tệ. Rút Bellingham đồng ý gia nhập MU. Defensa Central tiết lộ, tiền vệ rút Bellingham sẽ không từ chối MU ở mùa hè 2023. Vấn đề là Quỷ Đỏ có đáp ứng được đòi hỏi từ Dortmund hay không mà thôi. Mùa giải năm nay, tiền vệ rút Bellingham thi đấu cực hay trong màu áo Dortmund. Anh đã có 10 bàn và 5 kiến tạo trên mọi đấu trường. Sao trẻ sinh năm 2003 là mẫu tiền vệ trung tâm toàn diện. Anh có khả năng hỗ trợ tấn công và phòng thủ đều tốt. Với những màn trình diện ấn tượng, giúp Bellingham được nhiều đội bóng lớn quan tâm. Real Madrid có ý định đạt thỏa thuận với Dortmund và đón Bellingham về sân Bernabeu năm 2024, thay thế cho Luka Modric. Tuy nhiên, Los Blancos sẽ phải đối đầu với MU trong thương vụ này. Huấn luyện viên Ten Hag và các tuyển trạch viên của MU đánh giá rất cao Bellingham. Ông thầy người Hà Lan rất muốn được làm việc với cầu thủ 19 tuổi. Defensa Central tiết lộ, Bellingham sẽ không từ chối MU ở mùa hè 2023. Đội chủ sân Old Trafford đang chơi tốt dưới bàn tay của Erik Ten Hag. Điều này cũng thuyết phục được Bellingham, với viễn cảnh trở thành mắt xích chính giúp MU trở lại đỉnh cao. MU cũng sẵn sàng đáp ứng cho Bellingham mức lương tối thiểu 200.000 bảng trên một tuần, cao hơn rất nhiều những gì anh đang nhận được ở đội bóng nước Đức. Dortmund đặt mục tiêu thu về tổng cộng 150 triệu euro từ thương vụ này, bao gồm cả số tiền cố định và khoản bổ sung. Gia đình Glazer đang muốn bán MU và nhóm nhà đầu tư đến từ Qatar đang lên kế hoạch mua lại Man Đỏ. Nếu thương vụ thành công, họ sẽ cấp tiền để huấn luyện viên Ten Hag đưa về Bellingham. MU đổi chủ, Ten Hag chính thức bị sa thải. Chuyên gia Chris Gouas đưa ra nhận định về tương lai của đội chủ sân Old Trafford nếu được tiếp quản bởi Qatar Sports Investments. Rốt cuộc, nhà Glazer cũng đã chấp nhận từ bỏ quyền sở hữu Manchester United và hiện đang tiến hành giao bán đội chủ sân Old Trafford. Giới truyền thông khẳng định có nhiều cá nhân và tổ chức muốn trở thành giới chủ mới của Quỷ Đỏ. Trong đó, đáng chú ý nhất là tập đoàn Qatar Sports Investments, những người cũng đang nắm quyền sở hữu Paris Saint-Germain. Theo quan điểm đến từ chuyên gia marketing Chris Gouas, nếu giới chủ Qatar tiếp quản lại MU, họ sẽ xây dựng một đội bóng theo ý mình và huấn luyện viên Ten Hag 100% sẽ bị thay thế bởi một vị thuyền trưởng khác. Trao đổi với tờ Today Insight, cựu giám đốc tiếp thị của giải vô địch quốc gia Hà Lan chia sẻ, dẫn lời bởi Sport Witness, có một trận chiến lớn đang diễn ra giữa phía Qatar và Jim Ratcliffe. Nếu những người Qatar tiếp quản, bạn sẽ gặp tình huống tương tự với Manchester City vào thời điểm đó. Họ có ban quản lý riêng, huấn luyện viên riêng và giám đốc thương mại riêng. Sau đó sẽ thực sự có một đội bóng của riêng họ. Ten Hag mới tại vị được 6 tháng, chắc chắn 100% những người Qatar sẽ đưa người của họ lên vị trí đó. Man United, sự thật ở Old Trafford. Huấn luyện viên Erik Ten Hag tất nhiên là có rất nhiều việc phải làm với những sai lầm mà các cầu thủ Man United đã mắc phải trong trận đấu với Leeds United. Nhưng nếu nhìn trận hòa ấy trong một bối cảnh rộng lớn hơn là cả mùa giải, thì đấy lại là kết quả hoàn toàn hợp lý. Có một sự thật rõ ràng ở Old Trafford, Man United mùa này không được chuẩn bị cho cuộc đua vô địch. Nhiều người hoặc là đã cố tình quên sự thật này, hoặc bị làm cho quên bởi những kết quả tốt và bầu không khí tích cực mà huấn luyện viên Ten Hag đã tạo ra. Ten Hag đến khi Man United đã chạm đáy sau một mùa giải tệ hại. Ông cũng không đủ thời gian và nguồn lực để đưa về tất cả các mục tiêu. Rồi còn rất nhiều những rắc rối sau những ồn ào liên quan đến chuyện đi hay ở của Cristiano Ronaldo. Trong tất cả những đội bóng được xem là ứng cử viên trên lý thuyết, Man United chính là đội có sự chuẩn bị kém nhất. Hãy nhìn lại giai đoạn đầu mùa giải, Man City và Liverpool vẫn lừng lững ở đó, với những huấn luyện viên giỏi đã gắn bó lâu năm và sự ủng hộ vô điều kiện tới từ giới chủ. Chelsea chuẩn bị bước vào mùa giải trọn vẹn thứ hai với Thomas Tuchel. Arsenal cũng đã bước qua năm thứ ba với huấn luyện viên Mikel Arteta và nhận được nhiều sự tăng cường chất lượng trong kỳ chuyển nhượng mùa hè. Thành Rome không được dựng lên sau một đêm. Huấn luyện viên Ten Hag ngay từ đầu cũng nói rằng ông sẽ cần từ 2 đến 3 kỳ chuyển nhượng chất lượng để có thể xây dựng được một đội bóng như ông mong muốn. Thực tế là nhìn vào đội hình của Man United lúc này, ta sẽ thấy có nhiều vị trí còn yếu, nhiều vị trí còn bị thiếu. Việc cả hai tân binh trong kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua là tiền vệ Sabitzer và tiền đạo Weghorst cùng xuất hiện trong đội hình xuất phát ở trận gặp Leeds nói lên nhiều điều. Nhưng đâu đó trên các diễn đàn, cổ động viên của Man United thì người ta vẫn xem trận hòa với Leeds như một thảm họa. Tất nhiên, Man United về lý thuyết phải làm tốt hơn khi được đá trên sân nhà và đối thủ là tập thể đang khủng hoảng vừa thay tướng. Nhưng sự thật, người ta chỉ phản ứng thái quá khi mặc nhiên xem Man United như là một ứng cử viên đua vô địch. Hai điểm đánh mất đã khiến họ bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với Arsenal và Man City. Huấn luyện viên Erik Ten Hag phần nào đó trở thành nạn nhân của chính sự thành công mà ông tạo ra. Ông và các học trò đang bị ép phải chín sớm so với kế hoạch ban đầu. Trận hòa với Leeds như thế cũng có thể được xem là điều tốt.
một dấu lặng cần thiết để người ta không thả trôi cho trí tưởng tượng và mộng mơ bay quá cao, quá xa. Một lời nhắc nhở cần thiết rằng mục tiêu của Man United vẫn không có gì thay đổi, vẫn là một suất trong top 4. Và đây mới là sự thật mà các cổ động viên Man United cần quan tâm. Dù bị Leeds cầm chân, Man United vẫn duy trì được vị trí trong top 3, nhiều hơn đội đứng thứ 5 là Tottenham 4 điểm, hơn Chelsea 13 điểm và Liverpool 14 điểm. Hãy nói là đội bóng của huấn luyện viên Ten Hag đã tiến được một bước dài thay vì than vãn sau một kết quả không như ý. Wihos khó được MU mua đứt vì số liệu thống kê tồi tệ. Huấn luyện viên Erik Ten Hag đang xem xét loại Wihos cho trận đấu lượt về với Leeds sau một màn trình diễn kém cỏi khác của tiền đạo người Hà Lan. Wihos chỉ ghi được một bàn trong 7 trận đấu kể từ khi khoác áo Man United theo dạng cho mượn từ Besiktas. Anh được đưa về để lấp đầy khoảng trống trên hàng công nhưng lại chưa thể đáp ứng được yêu cầu. Số liệu thống kê của cầu thủ 30 tuổi từ trận hòa 2 đều vào tối thứ tư với Leeds không ủng hộ anh để anh tiếp tục đá chính. Wihos chỉ có một pha chạm bóng trong vòng cấm đối phương và đây cũng là lần đầu tiên tạo ra cơ hội duy nhất của anh trong cả trận. Trong số 4 lần tranh chấp tay đôi, anh chỉ thắng được 2 và cũng chỉ có 4 đường chuyền thành công ở 1/3 cuối sân. Burnley có lẽ đã nhận ra khoản đầu tư 12 triệu bảng cho Wihos vào tháng 1 năm ngoái là số tiền không được chi tiêu hợp lý. Tiền đạo cao 1m97 chỉ ghi được 2 bàn sau 20 trận ở Premier League và bị đem cho mượn tại Besiktas vào mùa hè. Anh đã ghi 8 bàn trong 16 trận cho đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ và được triệu tập vào đội tuyển Hà Lan tham dự World Cup 2022. Wihos để lại dấu ấn khi lập một cú đúp sau khi vào sân thay người trong trận tứ kết với Argentina. Nhưng kể từ khi đến Old Trafford, anh đã cống hiến rất ít. Wihos chỉ ghi được một bàn ở trận thắng Nottingham Forest và sau đó chỉ là những tình huống bỏ lỡ đáng tiếc. Trên mọi đấu trường cho Man United, Wihos chỉ thực hiện trung bình 1,4 cú sút và có 4 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương mỗi trận. Dù thể hình cao lớn, nhưng anh chỉ thắng được 9 trong số 20 pha tranh chấp trên không của mình. Trong khi đó, Ten Hag đã có một tiền đạo Marcus Rashford đang đạt phong độ cao nhất. Rashford hiện đã ghi 12 bàn sau 14 trận kể từ khi trở về từ World Cup, cộng thêm 3 bàn cho đội tuyển Anh tại Qatar. Ngôi sao người Anh đã có tất cả 23 bàn cho cả câu lạc bộ và cho đội tuyển quốc gia. Huy Rashford đang có phong độ cao và được chuyển vào đá trung lộ. Man United trông mạnh mẽ hơn rất nhiều, bất chấp khả năng ghi bàn của anh từ bên cánh trái. Hai lần trong các trận liên tiếp, Wihos bị rút ra ở phút 59 để Rashford di chuyển vào trung lộ. Và cả hai lần, tuyển thủ Anh đều ghi bàn bằng đầu chỉ sau 3 phút. Trong khi đó, Jadon Sancho đã trở lại với sự tự tin được khôi phục sau bàn gỡ hòa vào thứ tư trước Leeds. Vì vậy, tốt hơn hết là đặt Rashford ở giữa với Sancho và Alejandro Garnacho ở hai bên, thay vì Wihos đá chính ngay từ đầu. Rashford ghi bàn 6 trận liên tiếp, vượt mặt Haaland. Marcus Rashford tiếp tục thể hiện phong độ cao khi có lần thứ 6 liên tiếp ghi bàn tại sân Old Trafford ở giải ngoại hạng Anh. MU vừa có trận hòa khá đáng tiếc trước Leeds United trong trận đá bù vòng 8 ngoại hạng Anh. Thầy trò huấn luyện viên Ten Hag cho thấy tinh thần thi đấu quyết tâm dù bị đối phương dẫn trước tới 2 bàn. Sau nhiều nỗ lực, Quỷ Đỏ đã có được 2 bàn thắng gỡ hòa và người khởi nguồn là Marcus Rashford. Tiền đạo người Anh được huấn luyện viên Ten Hag đưa vào thi đấu ở vị trí trung phòng mũi nhọn sau khi Wihos rời sân và số 10 của MU chỉ mất 3 phút để tỏa sáng. Một đường lên bóng tưởng như không có gì của đội chủ nhà ở bên phía cánh phải và Diogo Dalot trong đường tạt cánh sớm. Rashford nhanh nhẹn chiếm lấy vị trí đón bóng tốt nhất và có cú lắc đầu hiểm hóc khiến thủ thành Meslier phải bó tay. Với bàn thắng này, tiền đạo sinh năm 97 đã có 6 trận liên tiếp ghi bàn cho MU trên sân Old Trafford tại ngoại hạng Anh. Đây là điều mà không một cầu thủ nào của Quỷ Đỏ làm được trong vòng 11 năm qua. Người gần nhất có được thành tích này là Wayne Rooney vào năm 2012. Đây cũng là bàn thắng thứ 70 của Rashford tại giải ngoại hạng Anh, vượt qua hàng loạt chân sút tên tuổi khác như Pierre-Emerick Aubameyang, Luis Suarez, Kevin Nolan 69 bàn. Tính riêng tại Premier League, tiền đạo này đã có 5 bàn trong năm 2023, nhiều hơn cả số bàn thắng của Chelsea và Liverpool cộng lại 4 bàn. Tính từ đầu mùa giải, Marcus Rashford đã ghi được tổng cộng 20 bàn cho MU. Đây cũng là thành tích tốt thứ 2 trong những cầu thủ thi đấu tại ngoại hạng Anh mùa giải 2022-2023. Người duy nhất ghi nhiều bàn hơn Rashford lúc này là Haaland với 31 bàn. Tuy nhiên, nếu chỉ tính riêng trong năm 2023, Rashford đang ghi bàn nhiều hơn Haaland. Tiền đạo người Anh đã có được 9 bàn thắng kể từ khi bước qua năm mới, hơn gấp đôi so với tiền đạo đang chơi cho Man City 4 bàn. Theo Transfermarkt, đây là thành tích tốt nhất của một cầu thủ trong năm giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Sau hai mùa giải có phần bết bát, Rashford đang chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Nếu tiếp tục thi đấu thăng hoa như hiện tại, tiền đạo người Anh sẽ thực sự là không thể cản nổi, giống như những gì mà huấn luyện viên Ten Hag từng khẳng định cách đây không lâu.